La 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 la. Xin chào các bạn, mình là chú Thỏ Trắng đây. Hôm nay mình cùng các bạn ra vườn nhà mình tìm các con vật nhá. Hôm nay có rất nhiều các con vật đang đợi chúng ta nào. Chúng ta đi thôi. Hello, wow, các bạn ơi, hôm nay Thỏ tìm được rất nhiều các con vật đang lẩn trốn ở đây này. Đây này, hôm nay Thỏ có một chậu cá này này. Bây giờ mình đi tìm các con vật mình bỏ vào đây nhá. Bây giờ mình bắt đầu đi tìm nào. Là mình đi tìm nhá. Wow, các bạn ơi, Thỏ phát hiện đây là rất nhiều chậu cá này. Đây là một chậu cá này. Đây là một chậu cá này. Đây là một chậu cá này, rất nhiều cá to này. Wow, mình bắt đầu bắt cá nha các bạn nhá. Đầu tiên mình bắt một chậu cá màu hồng cho các bạn xem nhá. Đây. Thỏ dùng chiếc vợt màu xanh màu đen này. Thỏ bắt cá cho các bạn xem nhá. Wow. Ui các bạn ơi, Thỏ phát hiện một con cá nhảy ra kìa. Wow, một chú cá này, chú cá tợn chưa? Để Thỏ bắt con cá này nhá. Ui. Chú cá này, ui chú cá dẫy này, ui trời ơi. Wow, chú cá dẫy này các bạn ơi. Thỏ bỏ vào đây nhá. Wow, chú cá ơi. Wow. Một chú cá này. Wow, Thỏ bắt được một chú cá rồi. Thỏ lại tiếp tục bắt cá cho các bạn xem nhé. Wow, các bạn ơi, Thỏ bắt được cả ba con cá này. Ui, ba con cá màu đen này. Wow, chú cá màu đỏ này. Ui, chú cá ba đuôi đấy. Thỏ bỏ vào đây nhá. Đấy. Ui, được ba chú cá rồi. Ui, Thỏ bắt bằng tay nhé các bạn nhé. Chú cá đẹp chưa các bạn ơi, chú cá coi đấy. Ôi, chú cá coi này. Ui, bắt khó lắm các bạn ạ. Ui, đấy, chú cá coi biết bơi này. Wow, các bạn ơi. Wow, đây. Ui, đây rất nhiều. Bạn Thỏ nhá. Hôm nay mình đi tìm tiếp nhá. Đây này, mình mở cái này ra xem có gì nhá, bên trong nhá. Ui, cái gì bên trong này này. Mình mở ra nhá. Wow, chả rất nhiều này. Wow, đây là một chú chim cánh cụt này. Ây, mình bỏ chim cánh cụt này. Một chú heo này. Ui, các bạn ơi, đây là một chú vịt này. Chú vịt của chúng ta này. Đây là một chú cá heo này. Chú cá heo bướm này. Mình bỏ chú cá heo vào đây. Bạn Thỏ tìm được rất nhiều các con vật này. Bạn Thỏ bỏ vào rổ của bạn Thỏ nhá. Đây này. Đấy, rổ đồ chơi của bạn Thỏ đấy. Bạn ơi, mình lại đi tìm nữa nha. Nào, Thỏ lại đi tìm tiếp nào. Ui, Thỏ phát hiện này. Wow, ở trong cái chậu này có rất nhiều con gì đây các bạn ơi. Ui, con này là con gì đây. Ui, cái miệng của chúng này. Ui, con ba ba này các bạn ơi. Ui, đây này. Ui, miệng con ba ba này. Ý, đấy. Wow. Thỏ bắt được rất nhiều ba ba rồi. Thỏ lại đổ ba ba vào bể này nhá. Đấy. Chào ui, ba ba này. Wow, những chú ba ba bơi kìa các bạn ơi. Wow. Có bốn chú ba ba bơi các bạn ạ. Ui, nhiều ba ba lắm. Chà. Thỏ lại đi tìm tiếp đi Thỏ ơi. Nào, Thỏ lại đi tìm nhá. Ui, chú Thỏ chúng ta lại đi tìm nào. Wow, ui trời ơi. Ui, nhiều cây co cả hoa lá chưa này. Bạn Thỏ chúng ta lại đi tìm tiếp nhá. Ui, bạn Thỏ chúng ta phát hiện đây là một cái rổ này. Trong này không biết có cái gì đây. Bạn Thỏ mở ra đi bạn Thỏ ơi. Ok, để mình mở nhá. Rồi, mở ra này. Ui, nhiều cá quá này bạn Thỏ ơi. Mình phát hiện rất là nhiều cá này. Đây là một chú cá mập của mình này. Đây, một chú tôm này. Wow, này, một chú cá nữa này. Đấy. Chà, đây là một chú cá này. Ui, nhiều lắm. Đấy, ui trời ơi, nhiều này. Wow. Mình lại bỏ vào rổ đồ chơi nhá. Đấy, chà, nhiều chưa này. Wow, rất là nhiều. Bạn Thỏ ơi, bạn Thỏ lại đi tìm tiếp đi bạn Thỏ ơi. Ok, để mình đi tìm tiếp nhá. Wow. Ui dù, wow. Các bạn ơi, bạn Thỏ lại phát hiện ra một chậu cá có rất nhiều loại cá lạ này. Wow, bạn Thỏ ơi,
Đây là những con cá gì đây bạn thỏ? Bạn thỏ, đếm cá đi bạn thỏ ơi. Ok. Các bạn ơi, đây là một chú cá này, chú cá lau kiếng này. Wow. Đấy, một chú cá lau kiếng. Đây là một chú cá koi này. Ê, chặt. Ui, đây là một chú cá này, màu vịt này. Các bạn này, ui. Wow, nhiều cá lắm. Đây nữa này. Đây là một chú cá da bò nhá. Bạn thỏ ơi. Bạn thỏ bắt cá vào đi bạn thỏ ơi. Ok, để mình bắt cá nhá. Để mình kiếm vật. Mình bắt cá nhá. Wow, đây này. Wow, ui dồi. Đây, bắt cá được rồi. Thả vào đây nhá. Đây, chặt. Wow. À, bạn thỏ bắt được rất là nhiều cá rồi nhá. Đây nữa này. Ui, chặt. Nhiều cá quá này. À. Đây, bạn thỏ bỏ vào đây này. Đó. Nhiều cá quá. Wow. Ui trời ơi này. Ui trời ơi. Ui ôi, nhiều cá này chưa này. Bạn thỏ bắt được nhiều cá quá này. Đấy. Ui trời ơi. Ui con cá này dẫy mạnh quá này. Ui trời ơi. Ui. Bạn thỏ ơi, bạn thỏ lại đi tìm tiếp đi. Ok, để mình đi tìm tiếp nha. Bạn ơi, các bạn ơi, mình tìm thấy rất là nhiều lá cây này. Ui. Các bạn ơi, mình nhìn thấy một cái chậu gì rồi. Đây này. Chậu này này. Ui, chậu này có gì bên trong để mình mở ra nhá. Wow. Bạn thỏ đứng sang một bên để mình mở cho bạn thỏ nhá. Đây, cục đá này bỏ ra nhá. Ở trong này không biết có con gì nào, mình mở ra nhá. Ui giời, nhiều lắm. Đây này. Wow. Ui trời ơi. Ui, một chú cua này. Ui trời. À, ôi một chú cua. Ôi, một chú cua bạn thỏ ơi. Ai bạn thỏ ơi. Wow, một chú cua này. À, chú cua này. Ui, bạn thỏ bắt cua đi bạn thỏ ơi. À, mình bắt được một chú cua rồi này. Bạn thỏ ơi. À, bây giờ bỏ chú cua vào đây nhá. Wow. Wow, chú cua chạy này. Ở trong này còn nhiều lắm này. Ý. Một chú cá sấu này. Một chú rùa. À, bạn thỏ ơi. Để mình bắt chú rùa trước nhá. Chú rùa biết chạy này. À, chú rùa chạy đi. À, chú rùa chạy đi. Chú rùa chạy đi. Ui dồi ôi, chú rùa này. Ai chả chú rùa chạy này các bạn ơi. À, mình bỏ chú rùa vào đây này. Ý, chú rùa chạy rồi. À, bạn thỏ ơi, bạn thỏ bắt nốt con cá sấu đi bạn thỏ ơi. Đây này, cá sấu ở trong này này. Ê, một con cua nữa này. Ui bạn thỏ ơi. Ui bạn thỏ ơi. Ui ui, con cua này nó kẹp. Ui cha ui, con cua này. Ai ui, con cua này. Ui ui. Ui ui. Wow, chú cua này. Đợi quá này bạn thỏ ơi. À, mình bắt được chú cua rồi nhá. Đây này bạn thỏ ơi. À, chú cua cưỡi bạn thỏ đi. Chú cua cưỡi bạn thỏ đi. Chú cua. Đấy, chú cua cưỡi bạn thỏ thấy chưa. Đấy, chú cua cưỡi bạn thỏ này. Ui, chú cua lẩn trốn rồi. Ai dồi ôi. Ui dồi ôi. À, mình bắt được chú cua rồi nhá. Mình thả vào đây tiếp nhá. Đấy, chú cua lại bơi rồi. Trời ơi, các bạn thấy chú cua bơi chưa. Bạn thỏ ơi, bạn thỏ bắt con cá sấu đi bạn thỏ ơi. Ok, để mình bắt cá sấu nhá. Ê, chà chà. Một chú cá sấu này. Chào ui, bạn thỏ ơi, bạn thỏ bắt cá sấu đi. Xin chào chú cá sấu nhá, mình là thỏ. Ui ui, cá sấu chạy. Chú cá sấu chạy rồi. Chú cá sấu chạy rồi. À, chú cá sấu. À, chú cá sấu chạy. Chú cá sấu chạy rồi. Xin chào cá sấu nhá. Mình là thỏ đây. Bạn hãy mau để mình bắt cá sấu nhá. Để mình bắt cá sấu nào. Ui ui. Chú cá sấu này đáng yêu quá này. Chú cá sấu này không cắn này. À, một chú cá sấu này. Wow. Bạn thỏ ơi, chú cá sấu không cắn nhá. Đây này. Bạn thỏ ơi, bạn thỏ thấy chú cá sấu dễ thương chưa. À, mình thả chú cá sấu vào đây bơi chung với cá nha. Cá sấu ơi, bơi đi cá sấu ơi. À, cá sấu biết bơi các bạn ơi. Bạn thỏ ơi,
Bạn thỏ lại đi tìm nữa đi, tìm các con vật đi. À chà, bạn thỏ lại tìm thấy một chậu cá màu hồng rồi này. Chiếc vợt đâu rồi? À, để mình á bắt cá cho các bạn xem nhá. Đây này, bạn thỏ bắt cá này. Ui chà. Ui, bạn thỏ bắt được 2 con cá rồi này. Ý hà, 2 con cá đẹp chưa? Ý, bạn thỏ bỏ vào đây này. À chà. Wow. Ui, còn 2 con nữa này. Đấy, mình bắt tiếp nhá. Ý chà. Ui. Chà. Ui, chú cá này. À, mình bắt được 2 con cá nữa rồi. Mình bắt được hết cá rồi nhá. Ui. À, thả. Một chậu cá của mình rất là nhiều cá chưa? Wow. Bạn thỏ ơi. Bạn thỏ lại đi tìm tiếp đi bạn thỏ ơi. Ok, mình lại đi tiếp nha. Mình lại đi tìm tiếp đồ vật nào. Ui. Bạn ơi, mình lại thấy một chậu cá nữa này. Chậu cá hay chậu gì đây các bạn ơi? Wow, để mình mở ra nhá. Wow. Ui dồi, ui, nhiều cá quá này. À, bạn thỏ tìm thấy nó một khẩu súng rồi này. Ui, khẩu súng to chưa này. À, chả một khẩu súng. Ui, một con cá này. Ui, một chú gà. À, chú gà mà chú vịt này. Ý, chú vịt to chưa. Ui, đây là một chú hươu cao cổ này. Đó. À, một con trâu này. Một con trâu đang biết đi này. Ui trời ơi. Wow, bạn thỏ nhìn thấy nhiều đồ chơi chưa? Bạn thỏ đổ vào đây nhá. Đấy, rất nhiều đồ chơi bạn thỏ tìm thấy được này. Đây là ao cá của bạn thỏ này. Wow, bạn thỏ ơi, bạn thỏ đi tìm tiếp đồ chơi đi các bạn ơi. À, để thỏ đi tìm tiếp nhá. À, chà. Ui, bạn thỏ gặp bạn rùa rồi. Xin chào bạn rùa. Xin chào bạn rùa nhá. À, rùa xin chào thỏ nhá. À, thỏ đi tìm đồ chơi đi. Ok nhá. À, các bạn ơi, bạn thỏ lại tìm ra thấy một chậu cá màu vàng này. Ui dồi ôi, cá vàng to lắm bạn ơi. Ôi, để mình bắt cá vàng cho các bạn xem này. Các bạn ơi, bạn thỏ tìm thấy một con cá màu vàng to chưa? Đây 2 con này. Ui, để mình bắt cá vàng cho các bạn xem nhá. Ui dồi ôi, nó quẫy mạnh lắm. Để mình á lấy tiếp vợt này, mình vợt cá vàng cho các bạn xem nhá. Ui dồi ôi. À chà. Ui dồi ôi, con cá vàng to chưa các bạn ơi. Này, ui, cá vàng bơi này. Ui chà. Ui chà, cá vàng. Wow. Ui, đây là một chú nữa này. Ui, 2 chú cá vàng. Wow. Ui dồi ôi, được 2 chú cá vàng. Ui, mình bắt hết rồi. À, bạn rùa ơi, bạn rùa né ra cho các bạn thỏ đi tìm đồ vật đi. Ok, mình là thỏ đây, mình đi tìm tiếp nha. Wow, bạn vịt ơi. À, mình đây, mình nhìn thấy bạn vịt. Bạn vịt né ra cho mình đi tìm đi. Né ra. Wow. Ồ, bạn thỏ đánh bạn vịt mất tiêu rồi. Bạn thỏ đi tìm tiếp nha. Wow, bạn thỏ lại tìm thấy một chậu cá nữa này. Bạn thỏ tìm thấy được 3 con cá luôn này. Wow, 3 chú cá này. Ui, chú cá màu trắng này. Ui, chú cá. Ui, chú cá màu đỏ này. Trời ơi. Để mình vợt cá ra cho các bạn xem nhá. Ai, thỏ ơi, thỏ vớt cá ra đi thỏ. Ui trời ơi. Ui, đây là một chú cá này. Màu trắng này, đẹp chưa? Ấy chà. Ui. À, đây nữa này. 2 con cá này. Ui. Ây à. Ui, 2 chú cá này. Wow. Ấy, bạn thỏ bỏ vào đây đi. Wow. Các bạn ơi, bạn thỏ tìm được nhiều cá chưa? Bạn thỏ ơi. Bạn thỏ đi tìm cá tiếp đi. Các bạn ơi, hôm nay thỏ mệt rồi. Thỏ không đi tìm được nữa đâu. Các bạn đăng ký kênh của thỏ để xem video tiếp theo nha. Đấy, hôm nay là thỏ tìm được này. Nhiều cá này. Con rùa, con ba ba này. Con cua này, con cá sấu này. Đấy, ở đây là thỏ tìm được rất nhiều đồ chơi rồi. Đấy, mình bắt hết được các con vật rồi.
Hôm nay Thỏ tạm biệt các bạn nhé. Hẹn các bạn lần sau chúng ta cùng đi xem các con vật nữa các bạn nhé. Bye bye.